2 3 chúng ta bắt đầu. Hai vợ đều có gì không? Hai vợ đều thật. Kiều Phong đã kéo Hoàng Dung lại, Hoàng Dung chạy rồi. Tiếng kim liên tục trưởng. Rồi, đứng chồng lên rồi. Đứng chồng lên đâu, còn đang dám lắm cài nhau luôn. Qua đâu? Đi xe đồng đảo lên phía bắc rồi. Đi xe đồng đảo đó bạn nhớ, không biết có hồi sinh được hay không? Kịp hồi sinh hay không? Hương nhất sắp chết rồi, Hương nhất. Vừa rồi Thiên Long chết nhưng mà đã hồi sinh lại. Thiên Long có lắm. Hiện tại thì Thiên Long thành con của bên Đồng Long đánh rất mạnh mẽ, anh rất là song pha, rất là đẹp trai, phong độ, rất giữ chân tiền. Hương Nhất đã nằm xuống rồi. Hoàng Dung nằm luôn, gặp nằm rồi, nằm luôn. Lưu Thủy đã chạy được. Kịp không? Chỉ kịp không? Không kịp mới mà lẽ đã kịp rồi, kịp không à? Kịp không đâu mà cứu. Không kiến rất nhanh. Hay quá, hết được rồi. Kiều Phong, có Kiều Phong. Kiều Phong. Không kiến đâu mày, bạn chỉ lên. Một bên không kiến. Chống lại Kiều Phong, bộ dung pháp, Lý Lưu Vĩ và Hành Công. Không kiến quá mạnh, anh rất mặt trâu. Lý Thủy chết đâu rồi? Không kiến, Kiều Phong và Hình Công. Hình Công quá mạnh. Không kiến nó bị đứng rồi. Kiều Phong, Hình Công liên tục tấn công. Rồi, trận đấu. Trận đấu kết thúc. Và Độc Long đã lên ngôi quán quân của giải đấu Thiên Long Bốn Biển ngày hôm nay ạ.